mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. A Nan, nhược trừ quốc độ Châu Huyền tụ lạc, Nga Hoàng dịch lệ, hoặc phục đào bình, tặc nạn đấu tranh kiềm dừ nhất thiết ách nạn chỉ địa, tả thử thần chú, an thành tứ môn tinh trừ trì đề, hoặc thác giả thượng, linh kỳ quốc độ sở hữu chúng sanh phụng nghênh từ chú, lễ bái cung kính nhất tâm cúng dường, linh kỳ nhân dân, các thần bội, hoặc các an sở cư trạch địa, nhất thiết tai ách, tất giai tiểu diệt, việt dịch. A Nan, nếu các cõi nước, các châu huyện làng xóm bị nạn đói kém, dịch lệ, hoặc ở những nơi có đào bình giặc loạn đánh nhau, và những nơi có ách nạn, viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành cùng các tháp hay trên tràng phàn, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này cùng kính lễ bái nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú trên người hoặc để nơi chỗ ở thì tất cả tài ách đều tiêu diệt. Giảng giải: A Nan, nếu các cõi nước, các châu huyện làng xóm chỉ chung một nơi nào đó hoặc rộng lớn như lục địa hoặc nhỏ như làng xóm, khi đói kém hạn hán kéo dài, cỏ cây khô héo, hoặc có khi mưa lũ ngập chìm cả hoa màu lương thực, hoặc dịch bệnh bùng phát gây hại biết chừng nào, hoặc ở những nơi có đào binh giặc loạn đánh nhau, và những nơi có ách nạn, ở các nơi khó khăn nguy hiểm như thế, nên viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành của các tháp, có thể đặt phía trên các cửa. Tháp là nơi đặt giá lợi Phật hoặc Thánh Tăng, hay có thể đặt trên tràng phan, tức cờ phướn. Cũng có thể viết chú trên lá phướn và đặt trên cao nhất như tháp đồng hồ hoặc cột cờ, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này cùng kính lễ bái nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân nơi xứ ấy mỗi mỗi người đeo chú trên người hoặc để nơi chỗ, có thể mang theo chú bên người hoặc để ở nơi sinh sống thì tất cả tai ách đều tiêu diệt, mọi sự bất hạnh và quỷ dữ đều xa lánh hết. Công đức của chú lăng nghiêm rất vi diệu, quý vị không thể nào hình dung được sự lạ lùng kỳ diệu ấy. Có người cho rằng tu tập không cần thiết phải thiền định hoặc phải học kinh điển, không phải vậy. Người khác thì nghĩ chỉ cần tụng chú và học kinh không cần đến thiền định, điều này cũng không đúng. Có người nghe nói về hiệu quả và năng lực của thần chú, họ nghĩ thế thì chỉ nên đọc chú khỏi tu hành gì khác. Thái độ như vậy rất là cực đoan. Trong việc tu tập, quý vị phải chọn lấy pháp trung đạo, không thiên lệch cũng chẳng thái quá. Thần chú thực sự có hiệu nghiệm, nhưng quý vị cũng phải phát huy định lực của chính mình. Bản kinh này xác định chú là hữu hiệu, nhưng điểm tinh yếu nhất của sự tu tập ở đây là giảng giải pháp môn quay trở lại lắng nghe tự tánh của chính mình. Đấy là pháp môn viên mãn của nhĩ căn. Vậy nên ngay cả khi quý vị tụng chú, có nghĩa quý vị quay trở lại lắng nghe tự tánh, trở lại với ánh sáng rạng rỡ từ tâm. Khi tụng chú thì tâm là chú và chú là tâm, cả hai không thể phân chia. Tâm và chú là hai, nhưng không phải hai. Mặc dù là hai, nhưng nó là một. Nếu được vậy thì mọi điều quý vị mong muốn đều sẽ đạt được. Nếu chú và tâm quý vị thành một khối duy nhất, quý vị sẽ được định của thiền. Quý vị nên chú ý điều này. Kinh văn: A Nan, tại xứ xứ quốc độ chúng sanh, tùy hữu thử chú, thiên long hoàn hỷ, phòng vũ thuận thời, ngũ cốc phong ân, triệu thứ an lạc. Việt dịch: A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào, nơi nào có được chú này, thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, chúng dân an vui. Giảng giải: A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào, nơi nào có được chú này, thì thiên long vui mừng và mưa gió thuận thời, không phải lo lắng vì thiếu thốn thức ăn. Ngũ cốc được mùa, các loại cây lương thực đều được gặt hái tốt đẹp, chúng dân an vui. Kinh văn: Diệp phục năng trấn, nhất thiết ác tình, tùy phương biến quái, tài trướng bất khởi, nhân vô hoạnh yểu, nếu giới giả tỏa, bất trước kỳ thân, chúng dạ an miên, thường vô ác mộng. Việt dịch: Lại có thể trấn được tất cả các ác tình, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không chết bất ngờ, chết yểu gông cùm xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên thường không ác mộng. Giảng giải: Đoạn này nói mọi người đều có thể tránh khỏi ác mộng, lại có thể trấn được tất cả các ác tình, chú có thể kiểm soát được các hùng tình, giống như một người trí tuệ điều hành xứ sở của mình theo đúng hướng, mọi người xấu ác đều sửa đổi, mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng.
Khi một người dùng đức cai trị, dân trong xứ sẽ phục tùng họ. Ở đây thần chúng giống như một thủ lĩnh đạo đức, kiểm soát được mọi điều xấu, mọi biến cố bất hạnh. Những hùng tinh ấy, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị. Chúng mang đến bao điều tai họa đáng sợ, nhưng tai chướng không khởi lên. Người không chết bất ngờ chết yểu, chết bất ngờ là hoạnh tử, chết cách đột xuất. Chẳng hạn tai nạn xe cộ hay máy bay nổ tung hoặc đâm xuống biển hoặc chết cháy. Đoạn này nói về nguyên nhân con người chết khi họ không muốn chết, khi họ chưa chuẩn bị để chết. Cái chết bất ngờ thường là ám chỉ cái chết của trẻ. Mọi cái chết trước tuổi 30 đều được coi là bất ngờ, vì cuộc sống như vậy là không thọ. Cùng cùng xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên thường không ác mộng, không có ma quỷ nào đến quấy phá. Kinh văn: A Nan thị ta bà giới, hữu bát vạn tứ thiên tài biến ác tình, nhị thập bát đại ác tình, nhì vì thượng thủ, phục hữu bát đại ác tình, dĩ vì kỳ chủ, tác trùng trùng hình xuất hiện thế thời, năng sanh chúng sanh trùng trùng tài dị. Việt dịch: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tình tài biến, 28 đại ác tình làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tình làm chủ xuất hiện trên đời, với nhiều hình dạng có thể sinh ra các tai nạn kỳ dị cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tình tài biến, có vô số ác tình liên hệ với thế giới chúng ta đang sống, 28 đại ác tình làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tình làm chủ. Mặc dù có 28 loại ác nhưng chúng có thể cũng là thiện. Ở Trung Quốc, 28 chòm sao phân chia thành 4 hướng, mỗi hướng có 7 sao. Theo thiên văn Trung Quốc, các chòm sao được đặt định tương ứng với thời gian ngày giờ. Mỗi chu kỳ là 28 ngày theo tháng âm lịch. Nếu một người thiện, các sao dữ sẽ biến thành thiện. Nếu như người ở nơi dữ thì các thiện tình cũng sẽ biến thành hung tình. Do đó, không có vì sao nào nhất định là hung là cát, điều đó còn tùy thuộc ở nghiệp quả và các hành vi thiện ác. Ở đây nói đến các ác tình, và chú Lăng Nghiêm có công năng hóa giải. Theo bản kinh, những ác tình đó là điểm xấu, chỉ mang lại bất hạnh. Đối với các ác tình biểu hiện cho điểm dữ, nếu một người thiếu đi thiện căn hoặc kém phúc đức, dĩ nhiên người đó sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nhưng nếu anh ta chỉ tụng chú Lăng Nghiêm, những bất lợi kia sẽ biến thành lợi lạc cho người đó. Lược kê 28 sao. Thứ 5 giác đầu, thứ 6 càng, thứ 7 đẻ nữ, chủ nhật phòng, thứ 2 tâm quy, thứ 3 vĩ thất, thứ 4 cờ bích. Khuê tỉnh, nghiêu lâu quỹ, vị liễu hư mão tinh, tất trương trùng dực, xâm trần. Lại có 8 đại ác tinh làm chủ: 1. Mộc tinh, 2. Hỏa tinh, 3. Thổ tinh, 4. Kim tinh, 5. Thủy tinh, 6. La hầu, 7. Kế đô, 8. Tuệ tinh. Có vài thiên thể rất đáng sợ, một số khác tốt đẹp hơn. Trong số các vương triều ở Trung Quốc có sao chổi từng xuất hiện. Thực sự sao chổi tuệ tinh ấy là gì? Đấy là một đứa trẻ mặc áo ngủ màu đỏ, nó đi dạy các trẻ khác hát. Khi mọi trẻ con cùng hát thì sứ ấy đã đến hồi kết thúc. Điều ấy ám chỉ khi có sao chổi xuất hiện thì chính quyền thay đổi, tân hoàng đế sẽ đứng lên trị vì đất nước. Những biến cố của vận mệnh thường không thấy biết được, có những trường hợp đặc biệt nảy sinh bất thường và luôn luôn là điểm không hay. Các biến cố, các tình huống bất thường ấy báo hiệu sự việc có chiều thay đổi và mất cân bằng không chính xác. Kinh văn: hữu thử chú địa tất dài tiêu diệt, thập nhị do tuần thành kết giới địa, trừ ác tài tường vĩnh bất năng nhập. Việt dịch: nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kết giới, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Giảng giải: nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Ở nơi có chú Lăng Nghiêm, mọi biến cố tai ương đều bị tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kết giới. Sự kết giới do chỉ tụng chú sẽ làm thành nơi an toàn. Chẳng hạn người tụng chú Lăng Nghiêm hướng về phương Bắc, về phương Đông, phương Nam, phương Tây. Khi mỗi hướng, ở mỗi hướng khi tụng chú, giới, danh giới, cõi được kết trong khoảng 12 do tuần. Một tiểu do tuần là 40 dặm Trung Quốc, khoảng 13 dặm Anh. 12 do tuần ở đây là đại do tuần, khoảng 96 dặm Trung Quốc, 32 dặm Anh. Bao quanh khoảng cách ấy là khu vực an toàn.
tất cả các loài ma quỷ không thể xâm phạm quấy phá được, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Vì vậy bất cứ nơi nào chú Lăng Nghiêm được thực hiện, mọi người ở nơi ấy đều được gia hộ. Trong khu vực được kết giới, mọi tai ương họa hại đều bị diệt. Ha ha ha, 闻什么的说？